Luvias FI. Nè, cái nồi để lâu rồi nó hơi yếu lì nữa nè. Mình test cái nồi zin trước khi làm cho anh em coi nha. Nó đều cạch cạch nè, lát mình làm khắc phục cái lỗi luôn rồi. Đây là đang bô zin nha, lát mình móc bô nhẹ theo bài của mình luôn. Nồi zin á, anh em dặn hết ra nó cũng lên tới tận 80% mà tới đây nó đứng rồi. Lát mình làm nồi xong nó sẽ mở cái tua lên luôn, nó vô to, nó vượt lên mức này luôn. Thì đây nó sẽ có đời có hậu hơn nha. Ok. Đây là chiếc Luvias FI. Cái này làm full nồi bô lọc gió. Bô anh móc đi chậm mày nó im. Phay anh bay mẹ độ. Dớt theo bài không? Nó mở cái tua lên đây luôn. Còn zin nó lên tới đây thôi. Bố là so rồi hai lục gió được chơi luôn, giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn, nó zin thì chạy thời gian nó đóng bụi rồi. Đúng không? Bây giờ đắp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Đài có hậu luôn. Ok, bây giờ mình đóng nắp nồi cho mình test anh em xem. Nó im, đi nhanh mới nghe, đi né công an luôn. Rồi, đây, tiếp tục 300, 350, 300 ấy, quẹt cố gắng không xe cho anh em nha. Yeah.